Theo thông tin từ Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao, số bệnh nhân lao được phát hiện, đưa vào điều trị và được báo cáo hàng năm mới chỉ chiếm khoảng 60% số bệnh nhân lao ước tính. Như vậy vẫn còn nhiều ca lao đang tiềm ẩn trong cộng đồng. Báo cáo của Bộ Y tế cho biết, năm 2022, Việt Nam có thêm 172.000 người mới mắc lao và khoảng 13.000 người tử vong do lao, đứng thứ 11 trong 30 nước có số người bệnh lao, lao kháng đa thuốc cao nhất trên toàn cầu. Đáng chú ý, hiện có khoảng 40% ca lao tiềm ẩn trong cộng đồng chưa được phát hiện, cùng với 2% bệnh nhân lao kháng thuốc là nguyên nhân lây lan chính trong cộng đồng. Hiện nay, chương trình chống lao quốc gia Việt Nam đang triển khai các can thiệp toàn diện để tăng cường phát hiện sớm, nhất là trong những nhóm có nguy cơ cao, phạm nhân, người cao tuổi, trẻ em, người nhiễm HIV, áp dụng các kỹ thuật tiên tiến, phác đồ điều trị và thuốc mới nhất.